Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Thế giới hoàn mỹ tập 116. Sau cuộc chiến ác liệt, đám người trẻ tuổi thượng giới rời đi, chỉ còn lại Thạch Hạo ở Chu Thôn để tiếp tục quá trình tu luyện. Anh mở được 10 tòa động thiên và phía trước ngực nơi Chí Tôn Cốt khi trước lại phát sáng. Quá trình tu luyện của Thạch Hạo kết thúc và con chim Tứ Bạch xuất hiện gần anh ta. Thạch Hạo quyết định dẫn Tứ Bạch theo bên mình khi đi khám phá thượng giới sau khi thương thế hồi phục. Trưởng thôn nhắn nhủ và Thạch Hạo cùng Tứ Bạch đã về xa nơi Bất Lão Sơn tọa lạc. Trên đường đi, họ vui vẻ trò chuyện nhưng Tứ Bạch không vui khi bị châm chọc. Sau quãng đường di chuyển dài, Thạch Hạo đã nghe được thông tin về gia đình mình. Tần Hạo đã thành thiên tài trẻ tuổi ở thượng giới và cha của anh ta Thạch Tử Lăng đã đi tìm kiếm một thứ gì đó sau khi làm loạn Bất Lão Sơn. Thể hiện lòng hiếu kính, Thạch Hạo cùng Tứ Bạch đã đến đảo Ác Ma để tìm cha mình. Hòn đảo lơ lửng giữa trời, che phủ bởi mây mù và sấm chớp, là nơi giam giữ tội nhân của Bất Lão Sơn. Thạch Hạo gọi ra Đả Thần Thạch và hai người tiến vào bên trong. Thế nhưng, ngay khi đi vào thì Thạch Hạo cùng Đả Thần Thạch lại bất ngờ phát hiện điều kỳ lạ. Bởi vậy, anh ấy đã lập tức dùng con mắt trùng đồng nhìn thử. Và cuối cùng, hình ảnh về Gia Gia cũng đột nhiên xuất hiện trước mắt Thạch Hạo. Lúc bấy giờ, trên tay đại ma thần Thạch Trung Kiên đang cầm một viên thần đan, phát ra ánh vàng vô cùng mạnh mẽ. Ngay lập tức, ông cũng vội bỏ nó vào trong miệng rồi nuốt chửng viên thần đan kia. Bởi vậy, ngay lập tức một tên coi ngục đã lập tức lao vào ngăn chặn ông lại. Thế rồi, cũng đúng vào lúc này, thần đan đã phát huy sức mạnh, ánh vàng bao trùm khắp người đại ma thần và một luồng sức mạnh bất ngờ bùng nổ. Sau đó, lấy khí thế vô địch, đại ma thần lập tức vung quyền cước lao thẳng về phía tên cai ngục kia và bắt đầu giao chiến với hắn. Trong không trung, quyền cước của hai người không ngừng va chạm. Tới sau cùng, đại ma thần rốt cuộc cũng đánh bại, được tên kia sau đó trốn đi khỏi nơi này. Lúc này, biết rằng sự tình Gia Gia vẫn còn tồn tại, Thạch Hạo cũng cảm thấy an tâm thêm phần nào. Cất con mắt trùng đồng, Thạch Hạo cẩn thận nhìn. Theo cảm nhận của anh ấy thì dường giống nơi đây có khá nhiều bảo vật. Bởi vậy, khi phóng người lên, anh ấy cùng Đả Thần Thạch đã lập tức lao vào sâu bên trong. Đến khi ngừng lại, hai người cũng đã kiếm thấy một số món đồ quý giá. Sau đó, thân hình khẽ động, hắn trong tích tắc đã phi người tới ngay nơi trung tâm. Ở nơi đó, trước mắt Thạch Hạo cùng Đả Thần Thạch đột nhiên xuất hiện một cái hồ lớn. Tưởng rằng, nơi đây giam giữ khá nhiều chân thần thời thượng cổ. Thế nhưng, Thạch Hạo cùng Đả Thần Thạch lại không biết. Dưới sự hợp tác của hai người, pháp trận nơi này rốt cục cũng được mở ra. Ở phía dưới sâu, từng luồng ánh sáng chậm rãi lóe lên. Sau nữa, từ phía dưới đáy hồ bỗng nhiên có mấy cái bóng lao vút đi khiến nơi đây chấn động dữ dội. Nhìn thấy nó, Thạch Hạo cùng Đả Thần Thạch cũng đều dùng mình khiếp hãi. Thế rồi, khi đám người kia đi khỏi, một thứ đặc biệt cũng bất ngờ xuất hiện. Đây là cây cỏ vô cùng kỳ lạ, váng óng trong suốt, tổng cộng có 5 lá bay lượn tia điện, vang lên tiếng sấm và phát ra sức mạnh sấm chớp vô hạn. Bởi vậy, Thạch Hạo cùng Đả Thần Thạch đã lập tức cùng nhau phối hợp tiến hành phong ấn cây lên và ngăn chặn không cho nó phát nổ. Sau đó, khi đã phong ấn thành công, thì hai người cũng lập tức lấy nó đi rồi lập tức rời đi khỏi nơi này. Khi xuất hiện trở lại, hai người đột nhiên khiếp hãi. Nương theo sau, ở bên ngoài là một cảnh tượng hỗn loạn đang xảy ra. Và lợi dụng cơ hội ấy, Thạch Hạo cũng nhanh chóng trốn đi. Liệu rằng tiếp đây sẽ có điều gì xảy đến nhỉ? Theo dõi kênh nhằm biết thông tin đầy đủ hơn bạn nha. Đến đây thì cũng khép lại tập 116 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.